Thế là mất vị á. Chúng ta nổi dày à? Không có đi. Hello cho các bạn, mình là Jenny đây. Và đây là 24 giờ bị bệnh của mình. Đây là một ngày không ổn chút nào. Ok, vào thôi nào. Hello cho các bạn, mình là Jenny đây. Và mình nghĩ mình bị bệnh rồi. Khổ sở. Rất là lâu rồi mới bị bệnh á. Vô duyên không? Mình đỏ quá. Kiểu như là cái đầu của mình á, nó cảm giác tưng tưng, kiểu là nó lắc ra dài là nó xong rồi cái người mình á, chúng ta nổi da gà á, xong rồi cái họng của mình nó mới bị bệnh gì nữa, có thể là thời tiết hoặc là có thể là COVID. Mình sẽ làm tiếp. Hình như ngày mai mình phải đi học nữa, nhưng không biết ngày mai mình đi học có nổi không nữa. Mình nghĩ mình không bị COVID là vì mình vẫn có bị giác nữa. Thật ra còn không cũng chẳng biết nữa. Mình có một vấn đề với cái việc nuốt thuốc, nên bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cách mình nuốt thuốc. Chỉ là cái họng của mình nó không có nuốt được á. Đây là minh họa vấn đề nuốt thuốc của mình, kiểu là uống thuốc uống cả đống nước luôn, rốt cuộc nguyên ly nước nó xuống như thuốc nó còn ở đó, rồi mình kiểu mong là sao ổn. Nó đã bị kẹt và từ từ nó ra xuống, rất là khó, nuốt rất là khó. Viên thứ hai, mình đã mới làm tiếng động gì à? Ok, cả hai cái nó đã xuống và mình đang không ổn. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ thử coi mình có bị vấn đề này hay không để mình yên tâm. Mình nghĩ là không phải bị vấn đề COVID-19 là vì tuần trước á là 40 độ, sau bây giờ lại là 25 độ, nên cái thay đổi thời tiết có thể làm mình không ổn. Cái mổ cái tê gì thế? Mình cũng chẳng biết nếu mình đang làm này đúng không nữa. Bóp cái đẹp vào đây. Ok, hai mũi. Nhột quá. Lòng mũi. Không ổn chút nào. Mình cảm giác mình đang thí nghiệm cái gì á, xong mình ngoáy nó 15 lần. Nhìn ghê quá à man. Nước mũi của mình. Bây giờ mình chờ. Nó đang làm gì đó, mình cũng không biết nó đang làm gì, nhưng nó đang làm gì đó. Mình dự đoán là mình ổn, nhưng mình cũng chẳng biết là mình ổn hay không nữa. Cái họng mình nó còn đàm. Thấy mày ghê. Tình hình thì nó dày, con nghĩ là mình không bị sao, nhưng cái này mới có 2 phút thôi nên mình phải chờ thêm. 15 phút sau. Ok các bạn, rốt cuộc thì mình nghĩ là mình không bị sao là vì nó như vậy. Có một đường thôi. Và nó như vậy có nghĩa là mình không bị sao hết. Nên mình nghĩ là mình bị kiểu là cảm thời tiết thay đổi chứ không phải là COVID. Nhưng mình nghĩ là ngày mai không đi học được đâu. Không có phải là mình kiếm cơ trốn học đâu nha. Và nếu các bạn đăng ký kênh của mình thì mình sẽ hết bệnh. Để các bạn đăng ký đi. Hôm bữa mình đã làm cái đĩa này và mình rất là muốn xài thử. Kiểu là nó còn khá là mới nên mình không có muốn xài là vì nó mới, mình không muốn làm hư nó. Mình làm bể là chắc mình khóc luôn đấy. Thôi khỏi xài đi. Và các bạn thấy cái áo mình ngầu nè. Quá là xinh. Cái áo quá là xinh trong video này các bạn có thể tìm trên website book.vn hoặc là ở trên Shopee. Mình vẫn còn bệnh. Bệnh thì ăn gì, bệnh thì ăn bơ thôi. Mình sẽ làm bánh mì bơ ăn dày. Bước đầu tiên nhét bánh mì vào cái máy này. Trời ơi, cái con này nó không có đi xuống gì hết. Các bạn biết á, hôm nay á, mình ngủ từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, 12 tiếng luôn. Rất là lâu rồi mình mới ngủ như vậy và mình cảm giác như là một em bé mới sinh ra. Không sao hết. Ôi mà ra quả bơ hôm nay nó thấy ghê thiệt luôn á. Tối qua mình ngủ á, cái người mình nó vừa nóng và nó vừa lạnh và nó vừa chảy mồ hôi. Mình cũng không biết mình chuyện đang xảy ra. Mình nghĩ là bơ sẽ làm mình hết bệnh. Ở ngoài ăn với con không? Ăn cái gì? Ăn bơ. Bơ cái gì? Bơ với bánh mì. Để con cứ ăn đi. Bà ngoại chỉ thích ăn bơ dầm sữa đặc thôi. Dầu bơ. Và giờ mình sẽ chiên trứng cút để ăn với bánh mì. Mình thấy trứng cút thì dễ thương thì sao? Ấy da, nó bị kẹt, ok được. Xịt cái thứ mờ ám lên và giờ ăn cho khỏi bệnh. Mình cảm giác như lúc mình bệnh á, mình ăn nó không có ngon như là lúc mình không bệnh. Nhưng nó cũng được. Nghĩ là mất vị giác không? Không biết nữa. Bánh mì bơ nó không có cảm giác như bánh mì bơ lắm. Cái vị nó không có đậm bằng. Giờ mình sẽ điều tra coi là mình có bị mất vị giác thiệt hay không. Kiểu là bình thường mình ăn cái quả này á, nó ngọt lắm á. Nhưng bây giờ mình ăn thấy là bình thường, nó rất là không có vị. Mình nghĩ mình đang mất vị giác rồi các bạn. Giờ mình sẽ thử ăn kem coi mình có bị vấn đề hay không. Là vì kem này nó rất là ngọt, nhưng nếu mình ăn mà không thấy ngọt là mình bị vấn đề. Mình không biết nữa, thấy thay đổi gì không? Mình ăn kem có sao không? Nên kem vẫn ngon nhưng là mình vẫn ổn. Có bị sao đâu. Bây giờ thì mình nằm đây chỉnh video. Cái đầu mình vẫn còn nhức, nhưng mình cũng không biết nữa. Có ổn không? Mình không biết mình có ổn không, nhưng có thể tắt đèn ngủ tiếp. Con này chỉnh video kiểu gì mà ngủ luôn rồi. Quá là đỉnh. Và đó, con này đã ngủ chưa một tiếng. Có
thôi các bạn. Khúc mình ghét nhất trong ngày đã tới nữa rồi. Thế là uống thuốc. Ok, nhanh nhanh nhét vào miệng và nút. Nó chưa xuống. Đi xuống đi má. Ui. Cái đầu tiên đã xuống rồi. Cái thứ hai. Cái thuốc này có vị buồn cười á. Cái vị thuốc nó có vị chát cay hay sao á. Và mình lại có vấn đề nuốt tiếp. Ok, nó đã xuống rồi. Khó sợ. Mình rất là ghét uống thuốc. Nhưng ok, đó là cái đó. Không ổn. Và bạn biết sao, bây giờ anh Hoàng đã chính thức tránh xa mình. Tại vì anh sợ mình truyền virus cho anh hay sao. Mình không biết chuyện nào mình quay lại đi học và mình có bài thi, nên bây giờ mình cứ ôn đại đi. Và trong lớp tâm lý học thì mình đang học về cái não. Cả đống thứ luôn, đau não không chết, nhức đầu đi học bài quá là ổn. Ồ, và mình có cái mẹo nhớ bài này, đấy là mình sẽ làm những sự liên quan rất là vớ vẩn. Như là cái từ này gọi là cerebellum, có nghĩa là cái tiểu não. Và cái tiểu não giúp mình cân bằng và giúp mình cơ động nữa. Cerebellum này thì nó có từ bellum. Và từ bellum nghe giống từ belly, có nghĩa là cái bụng. Khi nghĩ đến bụng thì nghĩ đến múa bụng, belly dancing. Và múa bụng thì cần nhiều sự cân bằng mới múa được chứ. Và múa bụng cũng cơ động nữa. Nên cái tiểu não, cái cerebellum là cái con múa bụng, cơ động và cân bằng. Và đó là cái cách mình nhớ. Và mình ôn cho bài thi số liệu thống kê học nữa. Không biết ngày mai mình đi học để thi được không nữa, nhưng cứ ôn đi. Tối thì mình đã ăn thịt kho trứng cuốn với bánh tráng. Các bạn đã thử món này. Hello các bạn, bây giờ mình sẽ đi tắm. Và hôm qua mình không có đi tắm, tại vì hôm qua mình rất là cà tưng, nên hôm nay mình rất là dơ. Bây giờ sẽ đi tắm. Hẹn gặp lại các bạn sau khi mình tắm. Và sau đó mình đã gặp giai đoạn máu cam. Hello các bạn. Oh, tình hình mình đang chảy máu cam luôn rồi. Mình yêu cuộc sống mình quá. Giờ thì là giai đoạn ho mạnh bạo. Hello. Chào các bạn. Mình không có thể nói được một câu mà mình không có ho luôn. Kiểu như là cái sự ho của mình nó đang bị hơi bị quá là ho luôn rồi. Mình đang chết à. Mình mong là mình sẽ ổn. Cái sự bệnh của mình đã lắm chuyển qua, chọn một thứ bệnh thôi, chơi bệnh cả đống thứ. Giờ cái giọng mình bắt đầu thấy ghê nữa rồi. Rồi giờ thì là giai đoạn bị nghẹt mũi luôn rồi. Nên mình coi cái đồ này. Quẹt quẹt. Nên làm sao quên rồi man. Hello các bạn, giờ mình sẽ uống vị thuốc cuối cùng. Mình mong là mình uống cái này xong ngày mai mình sẽ ổn. Nhưng mình nghĩ là ngày mai mình không đi học. Cái cổ mình nó đang rất là khô và nó vẫn còn có đàm. Và mình nói chuyện như là mình đang sắp chết vậy. Mình không có làm lòng tiếng được cho video mình là vì mình nghe rất là kỳ luôn á. Mình uống thuốc này xong là mình sẽ ngủm luôn. Lại là khúc ghê nuốt thuốc nữa. Tại cái này có bị gì? Bị bạc hà. Nuốt thuốc. Uống xin lỗi. Mình mong là ngày mai mình sẽ ổn. Tình hình mình không ổn. Mình sẽ cập nhật thêm thông tin cho các bạn sau nhé. Cái giọng mình y hết như con bò nó sắp chết vậy đó. Oh my god các bạn ơi. Mình thấy ghê quá. Hello chào các bạn. Mình vừa không nói chuyện được và vừa bị nhức đầu. Chán quá. Buồn cười quá. Không sao rồi các bạn. Mình nghĩ là sau ngày hôm nay mình sẽ ổn. Sao ổn lại thôi. Yeah. Quá là sad. Lấy cái điện thoại cho mình. Ok. Ấy vậy. Mình cảm giác như yến mạch là một món bị bệnh nên mình sẽ ăn yến mạch. Đầu tiên cho yến mạch vào, xong rồi cho sữa vào. Mình thích nó quá là sô-cô-la nên mình cho sô-cô-la vào và trộn nó cùng với nhau. Ồ, và cho đường đen vào nữa cho nó mềm. Và mình muốn cho quả blueberry, cái quả màu xanh xanh. Tên là gì quả nào? Việt quốc, mình cho Việt quốc vào cho nó ngon. Và cho muối vào cho video này nó không có nhạc. Rồi đổ nó vào một cái tô để ăn. Và đó là cái đó quá là mê liên, các bạn nên làm thử. Bình thường mình cho chuối lên nữa nhưng hôm nay mình lại quên. Cho đá vào. Người ta nói là đá thật ra không có hại cho cái cổ của mình. Nó chỉ là một tình đồn thôi. Nên mình sẽ tiếp tục uống đá. Mình yêu đá lắm. Và đó là tại sao các bạn không nên tin Google. Là vì hình như đó là lý do tại sao cái giọng mình nó như vậy. Tóc mình nó nhìn giống như là một tổ chim vậy đó. Và giờ mình đang vừa uống đá và vừa có quả chuối trên đầu. Mình đang viết văn để vào đại học. Cái não giờ không biết viết hay không nữa. Hai ngày rồi mình chưa rút ra khỏi nhà. Và giờ mình đang nằm một chỗ coi YouTube là vì cái đầu mình nó rất là nhức. Và rất là ho nữa. Ngày hôm nay nó sẽ giúp mình hết có cái giọng thấy ghê này. Thời qua hình như sáng thì mình quên uống thuốc á. Ok các bạn, lần này mình sẽ thử hai cái một lúc luôn. Hả?
lần đầu tiên cuộc đời thứ hai cái một lúc. Đã dễ nuốt thuốc rồi còn uống hai cái của lúc sau vẫn nên nuốt được. Ok, cái đó là ý kiến không tốt, hơi bị kẹt. Trưa nay thì mình làm mấy cái bánh xếp mini này ăn. Nhìn mình xếp nó nhìn ba lem không? Giống trong nhà hàng vậy đó. Mấy ngày hôm nay uống bao nhiêu viên luôn rồi đây. Nó cũng còn thiệt á, bị bật ong. Mình đã quyết định làm vitamin C uống để cho kiểu như là nó bổ sung vào người để mình hết bệnh. Nhưng uống cái này thì nó hơi bị dở. Và buổi tối mình ăn bánh mì chấm với cà chua sườn nấm. Hello các bạn, vì mình bệnh nên mình sẽ chơi cái trò xúc mũi này để có thể kiểu là xúc ra mấy cái virus ra khỏi cái mũi của mình. Ây da kìa. Oh no. Oh, mình là gì? Sorry kìa. Phải chuẩn bị đi nha. 3, 2, 1. Không được. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Thôi mình không có nguyên cảm giác ổn hơn mà. Mình bệnh mình cảm giác buồn cười hay sao các bạn? Mình không cảm giác như mọi người tội nghiệp mình, nhưng mình cảm giác như mọi người đang cười mà. Mình đã đi khám và đi test Covid luôn và kết quả vẫn là âm tính. Nhưng lúc bệnh ăn phở ngon gấp 10 lần luôn đấy. Hello các bạn. Đây là một tuần sau khi cái sự bị bệnh của mình. Và mình vẫn còn bị bệnh. Mình không biết tại sao, nó không có đi như tụi nó không có. Nó không có đi. Đây là một trải nghiệm rất là lâu mình mới có cuộc đời của mình bị bệnh lâu như vậy. Mình đang nghỉ học cho một tuần. Và bây giờ mình đang khá là bí. Không phải bí, nghĩa là mình vẫn có làm bài tập nhưng kiểu mình không có làm mấy cái bài thi được á. Nên có vài thầy giáo, cô giáo cho mình điểm A. Mình rất là ghét điều đó. Nhưng sao? Có khi mình lỡ ngày mai mình ổn lại thì sao? Lỡ ngày mai mình đi học thì sao? Mình không biết. Có như mình cảm giác như mình. Mình cảm giác như là mình không có nói gì nữa. Có khi mình cảm giác như là mình ho. Mình nghe giống như là chó sủa. Woof woof. Khổ quá các bạn. Mình không biết mình làm cái gì để mình bị bệnh như vậy. Nhưng mình đã bị bệnh như vậy. Nhưng mình không có bị Covid. Nên mình bị cái buồn cái tệ gì bị cúm mà. Thời tiết gì mà ác độc dữ vậy. Trời đất. Ai phải. Và các bạn biết sao, 24 tiếng sau mình lại ổn và đi học. Và đó là cái đó. Ok bye bye các bạn.